tựa game chiến thuật mới nhất thuộc thể loại SLG kết hợp với turn-based Đế Vương Tam Quốc sẽ được nhà phát hành Funtap ra mắt tại thị trường Việt Nam trong tháng 9 này. Theo đó, Đế Vương Tam Quốc thuộc thể loại game chiến thuật điều binh khiển tướng hỗ trợ chơi đa nền tảng, nơi người chơi sẽ được tự do thỏa mãn đam mê phát triển kinh tế, xây dựng thành trì, chiêu binh khiển tướng. Cuộc đại chiến Trung Hoa giữa ba nước Ngụy, Thục, Ngô đã trở thành cốt truyện kinh điển của làng game châu Á, đặc biệt là những tựa game thể loại chiến thuật. Bối cảnh lịch sử hấp dẫn với những nhân vật quen thuộc, tính chiến thuật được đề cao, lối chơi không quá hardcore nhưng vẫn đầy tính cạnh tranh, so kè với nhau từng lực chiến, từng lãnh thổ, giúp cho dòng game chiến thuật Tam Quốc luôn có được một chỗ đứng nhất định. Đến với Đế Vương Tam Quốc, người chơi sẽ tiến hành xây dựng thành trì, chiêu binh mãi mã, huấn luyện binh sĩ và nghiên cứu các chiến thuật, trận hình phù hợp để có thể phòng thủ trước những đợt tấn công mạnh mẽ từ đối thủ hay đem quân đi xâm lược thành trì, chiếm đóng tài nguyên của những người chơi khác. Không như đại đa số những trò chơi chiến thuật thời gian thực khác, người chơi Đế Vương Tam Quốc Mobile chỉ có thể mang vào tối đa 3 chủng binh, nhưng lại có thể dẫn theo 9 đạo quân. Chính vì thế, người chơi cần phải tính toán xem nên mang theo bao quân, điều bao tướng xung trận để vừa đánh vừa thủ, từ đó tạo nên sự đa dạng trong khoảng công thành chiếm ải mà game hướng đến. Các binh chủng trong game có tính tương khắc, tương sinh là điểm cốt lõi để người chơi cần lưu ý để có thể chọn lựa, sắp xếp chiến thuật hợp lý với mỗi trận đánh. Theo hé lộ từ nhà phát hành Funtap, tựa game cũng sở hữu các hoạt động PvE và PvP đa dạng, cùng với các hoạt động liên server khác nhau như tranh đoạt quan chức, quốc chiến máu lửa, cướp đoạt mỏ vàng, giúp người chơi có thể thỏa sức tranh tài. Sở hữu phong cách chơi đơn giản nhưng có chiều sâu, mang đậm tính hiệu quả thiên về giao chiến và kiểm soát thế trận. Sự tùy biến trong game cũng rất đa dạng, đôi khi bị ảnh hưởng rất nhiều bởi sự ngẫu nhiên. Thế nhưng chính điều đó đã mang tới cho Đế Vương Tam Quốc Funtap một chiến trường hoành tráng nhất. We'll be right back.